Nếu yêu thích tu tiên, huyền huyễn, hãy đến với Góc Vân Anh, nơi tổng hợp những bộ truyện tu tiên, huyền huyễn hay nhất, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, cảm ơn mọi người. Chương 81, đều là cao thủ. Trên một ngự đài ở góc Tây Nam, Kha Vạn Hàng đứng vững đầu tiên, hắn nhếch miệng cười, ngồi xổm xuống, bàn tay đặt trên mặt đất một chỗ long xuống trưởng ấn, thiên chi lực tràn vào, sau đó ở trước mặt xuất hiện trong tám hư ảnh thông đạo nhanh chóng chọn một cái. Làm xong tất cả, Kha Vạn Hàng nhìn về phía ngự đài các nơi khác, Dư Hằng Nguyên, Ngũ Ung, Tiêu Minh Hiên. Những người này đều không ngoài ý muốn trở thành người đầu tiên bước lên ngự đài, mấy người khác cũng đồng dạng là cường giả uy danh hiển hách của Tây Bắc cảnh. Ngự đài phương Bắc vị, Đông Thê Hồng Y nữ tử đứng dậy, Tiêu Viêm cũng vừa vặn rơi vào bên cạnh nữ tử cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, Kha Vạn Hàng không khỏi mở to hai mắt, lập tức phảng phất nghĩ tới cái gì đó, thống khổ che mắt lại, như thế nào lại quên nói chuyện này cho tên này. Mặc dù không biết người nghĩ gì, nhưng, hoặc cảm ơn người. Nữ tử lùi ra sau một bước, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm, trên mặt có thêm chút tươi cười, tướng mạo của nàng cũng không thể nói là xinh đẹp cỡ nào, nhưng có loại khí chất giống như chi thư đạt lễ này, lại có một loại mỹ không cách nào so sánh được. Đây là thứ gì vậy? Đem linh nhi buông xuống, Tiêu Viêm liếc qua trưởng ấn trên ngự đài, ở phía sau nữ nhân đứng lên, trưởng ấn đã một lần nữa nổi bật ra. Trên hỏa vực điện, tám cây hỏa long kiều tương ứng với tám ngự đài, tám ngự đài thì tương ứng với tám thông đạo trong vạn hỏa đại trận. Người đầu tiên bước lên ngự đài, có thể lựa chọn một thông đạo này những người khác cũng sẽ không biết, có thể nói xem như là tiên cơ chiếm lấy bộ phận. Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, trong mắt có một tia kích động, có thể là người đầu tiên đi tới nơi này, tự hồ làm cho nàng cực kỳ vui mừng. Là như vậy. Tiêu Viêm gật gật đầu, loại tiên cơ này đối với hắn cũng không có tác dụng gì, vô luận là một thông đạo kia, đối với hắn mà nói đều giống nhau. Người không biết sao? Nhìn thấy biểu tình của Tiêu Viêm, nữ tử hơi kinh ngạc nói. Không biết, bất quá chuyện này đối với ta không có tác dụng gì. Tiêu Viêm tùy ý gật gật đầu, mang theo Linh Nhi đi tới bên kia, hai tay chắp lưng, lặng lặng chờ đợi vạn hỏa đại trận mở ra. Trong lúc nói chuyện, những ngự đài khác, đã có không ít người bò lên. Trên khuôn mặt nhu hòa của nữ tử lộ ra càng nhiều kinh ngạc, nàng ngây ngốc một lát, sau đó đem ánh mắt hướng về phía Linh Nhi, ôn nhu nói, nữ nhi người thật đáng yêu. Cảm ơn. Tiêu Viêm im lặng một chút, cũng chỉ có thể mở miệng như thế. Linh Nhi ở một bên u oán liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, mặc dù tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng lời so đo cái gì. Trúc sư đệ, nhìn nữ tử mặc hồng y kia, nàng tên là Vu Tiểu Lộ, là idol của lão mẫu Nga Sơn đứng thứ hai trong huyền diệu bảng, nàng chính là rất thần bí, chưa từng lộ diện, ta từng theo sư phụ bái phỏng Nga Sơn lão mẫu nhìn thấy qua, rất đáng yêu một cô nương, chỉ thư đặt lễ. Lúc này đây, nàng thế mà đều tới. Trên ngự đài phương vị, Tiêu Minh Hiên mặc một bộ thanh y, thân hình hắn cao ngất, mắt như sao, chỉ vào hồng y nữ tử cùng Tiêu Viêm nói chuyện, nhẹ giọng mở miệng với nam tử vừa bò tới phía sau. Mi Sơn lão mẫu, chính là lão bà nương trong miệng sư phụ đi. Nam tử được xưng là Trúc sư đệ cười khẽ một tiếng, theo hướng chỉ của Tiêu Minh Hiên nhìn lại, khi dư quang liếc nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, thân sắc chợt ngưng tụ. Đợi thấy rõ khuôn mặt của người kia, hắn không khỏi thở dài một tiếng, phun ra nuốt vào tự nhủ, không thể tưởng được, sẽ gặp được hắn ở chỗ này. Hắn là ai? Tiêu Minh Hiên tò mò nhìn về phía sư đệ của hắn, theo ánh mắt của người kia nhìn lại, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái rồi thản nhiên cười nói, người này mặc dù ở hỏa vực giết người, nhưng phòng trừng cùng hỏa vực có quan hệ không tệ, cho nên không bị trừng phạt gì, đi tới nơi này có cái gì kỳ quái. Ta không có ý đó, anh ấy chỉ mới bắt đầu. Là một đối thủ của ta ở đại thế giới, về sau, cũng không phải. Trúc Thiên Hòa sắc mặt phức tạp mở miệng, ở chỗ này nhìn thấy Tiêu Viêm, gợi lên hồi ức vô tận của hắn. Đây có thể là hậu tích bạc phát đi, thực lực của hắn, đều vượt qua ngươi, Trúc sư đệ, ngươi phải cố gắng. Tiêu Minh Hiên nhẹ nhàng cười, thấp giọng nói. Tiêu sư huynh, ngươi hiểu lầm rồi. Nghe vậy, Trúc Thiên Hòa ngẩn người, chợt bất đắc dĩ cười, ý ta là, về sau, ta đã không còn tư cách làm đối thủ của hắn. Ta trước kia đã nói cho ngươi biết, cửu đồ chi loạn sau đó, ta liền đi tới giới ngoại chi thiên, minh vực loạn tử chấm dứt như thế nào ta không biết, bất quá, quét sạch cửu đồ chi loạn, chính là hắn. Nghe vậy, Tiêu Minh Hiên nhẹ nhàng vuốt cằm, trong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, đã mang theo hứng thú nồng đậm, hắn cười hắc hắc, lẩm bẩm, hy vọng có thể cùng hắn phân ra một thông đạo.
người đầu tiên bước lên ngự đài, ngoại trừ có thể tự do lựa chọn thông đạo, đồng dạng có thể biết người kia này tiến vào trong thông đạo là ai, điểm này cũng có thể để cho bọn hắn sớm tính toán. Trúc sư đệ, ngươi cũng đừng nản lòng, sư phụ nói, thể chất của ngươi phối hợp với thần hỏa trong vạn hỏa đại trận, tất nhiên sẽ có đột phá tăng trưởng, sư huynh lúc này đây, tuyệt đối sẽ vì ngươi đem thần hỏa đoạt lấy. Vỗ vỗ bả vai Trúc Thiên Hòa, Tiêu Minh Hiên nhếch miệng cười. Đà tạ sư huynh. Trúc Thiên Hòa gật gật đầu, tâm tư hắn hiện tại có chút loạn, Tiêu Viêm xuất hiện, làm cho hắn không thể tránh khỏi nhớ tới chuyện cũ. Đúng rồi, ta là Vu Tiểu Lộ, ngươi tên gì? Mắt thấy người đi tới ngự đài càng ngày càng nhiều, hồng y nữ tử cắn cắn môi, đè ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, nhìn chằm chằm hư không trung ương, bên trong tràn ngập trận pháp lực mênh mông. Trong lúc hoảng hốt, tựa hồ có thể nhìn thấy một tòa núi cao nguy nga thật lớn, Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại mở miệng, lực chú ý của hắn hoàn toàn bị một tòa đại điện mênh mông bên ngoài núi cao nguy nga hấp dẫn. Từ trong đại điện, hắn rõ ràng nhận ra hỏa diễm lực lạnh lẽo, đối với đế viêm trong cơ thể hắn phảng phất có loại hấp dẫn chí mạng. Tiêu Viêm, Vu Tiểu Lộ nhẹ nhàng lẩm bẩm hai chữ này, thấy bộ dáng chuyên chú của Tiêu Viêm, cũng không tiến lên quấy rầy nữa, nàng lùi ra sau vài bước, vẻ mặt tập trung. Vì sư phụ, một luồng thần hỏa này, nàng nói cái gì cũng phải cầm tới tay. Chương 82, tiến vào đại trận. Thời gian nửa nén hương vừa đến, trên tám đạo khóa sắt nối liền hỏa vực điện, hỏa long hóa thành hỏa diễm rút người rời đi. Trong phút chốc, thiết xích kiều liền mãnh liệt lắc lư, một ít người còn chưa kịp bước lên ngự đài dưới chân bất ổn, nhao nhao hướng thành thị phía dưới ngã xuống, coi như là ở trên hỏa long kiều đi lên, cũng phải chịu uy áp cực kỳ kịch liệt, nhân vật tầm thường căn bản không có tư cách bước lên hỏa vực điện. Tám ngự đài, phân biệt xếp vào tám phương vị, mỗi ngự đài cách nhau hơn 10 dặm, vây quanh nhau thành một vòng tròn thật lớn, ở chính giữa tất cả ngự đài vây quanh, thông đạo phẳng phất như hư không nứt miệng chậm rãi nhúc nhích, tinh thần lưu chuyển như hỏa diễm, mang đến cho mọi người trùng kích không nhỏ. Mỗi một ngự đài đều có gần trăm người, nhộn nhịp, có chút náo nhiệt, trong đó không thiếu ác đồ trong thánh đồ cùng nhân vật cấp thống soái thần đình. Ở trong hỏa vực không cách nào giao thủ, tiến vào vạn hỏa đại trận, nếu như gặp nhau, tất nhiên sẽ là một hồi chiến đấu không thể tránh khỏi. Vu Tiểu Lộ lặng lặng đứng ở phía trước ngự đài, dáng người nàng linh lung, một bộ hồng y đem dáng người hoàn mỹ phác họa ra, ánh mắt bình tĩnh thủy chung nhìn chăm chú vào hư không gian xa xa, khí chất điềm tĩnh tao nhã, mặc cho phía sau ném tới từng đạo ánh mắt bất thiện mà không động đậy. Có thể là người đầu tiên bước lên ngự đài, vốn là biểu tượng của thực lực. Đối với điểm này, người đi lên phía sau đều biết rõ trong lòng, đối với nữ tử áo đỏ xa lạ này, bảo trì cảnh giác đồng thời, một số người lại âm thầm âm mưu, cùng người sớm kết giao tốt thương lượng đối sách. Những người này, cơ hồ đều là trên nguyên hóa cảnh, thậm chí còn có mấy nhân vật huyền diệu cảnh, trong đó không biết có bao nhiêu thánh đồ ác đồ, nếu như thần đình ở chỗ này xuất thủ, ác đồ Tây Bắc cảnh cơ hồ có thể bắt được một nửa. Mấy ngày nay, Linh Nhi cũng nghe nói rất nhiều chuyện về ác đồ. Nàng lẩm bẩm, đôi mắt nhỏ không kiêng nể gì nhìn chung quanh, nghênh đón ánh mắt hung ác của người khác, sau khi làm ra biểu tình khinh thường, liền đem Tiêu Viêm làm lá chắn, điên cuồng vì Tiêu Viêm kéo cừu hận. Đây chính là uy vọng của một chúa tể, nếu hỏa công vực chủ chỉ là huyền diệu cảnh, thần đình tuyệt đối sẽ âm thầm xuất thủ, nhưng có chúa tể ở chỗ này chấn áp, vạn hỏa đại trận này, căn bản không thể vượt qua sóng gió gì, cho nên, thần đình cũng thuận nước đẩy thuyền cho hỏa công một cái mặt mũi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng trầm ngâm, dường như không biết Linh Nhi đang làm chuyện gì, nghiêm trang mở miệng nói. Thì ra là như thế, Tiêu Viêm. Sau khi tiến vào vạn hỏa đại trận, người cũng phải mau chóng bày ra uy vọng của người, bằng không, người trong này của người tiến vào một thông đạo, chỉ sợ sẽ điên cuồng nhằm vào ngươi. Linh Nhi cười hắc hắc, nàng nửa ngày nay, một phen khoa tay múa chân, nhưng hấp dẫn không ít cừu hận, nếu như không phải nơi này không cho giao thủ, đã sớm có người lên tìm phiền toái rồi. Ngươi không thể thành thật một chút sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nhất cử nhất động của Linh Nhi, hắn tự nhiên là nhìn thấy, phía sau có bao nhiêu ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm hắn, hắn không cần xoay người cũng có thể biết được, tiểu cô nương này, thật sự là e sợ thiên hạ không loạn. Ta đây còn không phải là suy nghĩ cho ngươi, trong những người này cũng có không ít ác đồ, bọn hắn xuất thủ với ngươi, ngươi vừa vặn có lý do giết bọn hắn, lấy đầu của bọn hắn cùng thần đình đổi lấy năm thưởng treo thưởng. Tranh thủ nhanh chóng bước vào huyền diệu cảnh. Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, đại nghĩa lẫm liệt nói. Cái này cũng đúng. Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, cũng không biết nên phản bác như thế nào, gật gật đầu, liền mặc cho Linh Nhi đi khiêu khích. Phốc suy.
Phía trước ngự đài, Vu Tiểu Lộ trong lúc vô tình liếc nhìn Dư Quang, khi nhìn thấy mấy ngón tay Linh Nhi dựng thẳng về phía nàng, nàng tuy rằng không hiểu ý tứ trong đó, nhưng nhìn thấy biểu tình dương dương đắc ý trên mặt Linh Nhi, nàng không khỏi che miệng cười khẽ, làm cho Linh Nhi muốn khiến người trước tức giận sừng sốt, lập tức sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Vu Tiểu Lộ, nữ nhân này, cái này đều có thể cười ra được, có phải đầu óc có bệnh hay không? Chư vị, tám tòa ngự đài tiếng người ồn ào, theo một đạo thanh âm như sấm vang lên, mọi người nhất thời an tĩnh lại, nhìn về phía chính giữa, hư không vết nứt chậm rãi lưu chuyển, không bao lâu, liền kéo dài ra tám con đường đi vào hư không, theo đó đi ra, còn có hỏa hình điện điện chủ Thiết Tinh Hỏa. Để cho chư vị chờ lâu, lúc này vạn cổ đại trận, tin tưởng các vị đều đã nhận được tin tức, nếu có thể lên đỉnh, lấy được thần hỏa, cơ hồ ẩn chứa 1/5 lực lượng thần hỏa loại thứ tư, so với mấy lần trước, phần thưởng là phong phú hơn không ít. Dừng một chút, đem biểu tình của tám ngự đài mọi người thu hết vào đáy mắt, Thiết Tinh Hỏa tiếp tục nói, đương nhiên, hỏa vực ta có thể trả giá lớn như vậy, lúc này vạn hỏa đại trận, tương đối mà nói sẽ khó khăn hơn một chút, gia trì một ít trận pháp đặc thù, các vị ở trong đó, có thể sẽ có một chút không thích ứng, bất quá, cường giả hàng cường, đối với các vị trí hướng thần hỏa mà nói, căn bản không tính là ước thúc gì. Lời vừa nói ra, thời gian ở trong mọi người dẫn tới sóng to gió lớn. Một ít người thực lực tương đối yếu hơn một chút sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ý tứ của Thiết Tinh Hỏa, rõ ràng là đang nói cho bọn hắn biết, bọn hắn những người này đã không còn tư cách tranh đoạt thần hỏa. Kha Vạn Hàng, Ngũ Ung, Tiêu Minh Hiên sắc mặt bình thường, bọn hắn đã sớm nghĩ đến hỏa vực sẽ tới một tay này, cho nên không có nửa điểm kinh ngạc. Thật sự là hỏa vực là danh môn chính phái gì, muốn xuất ra 1/5 loại thần hỏa thứ tư, làm sao có thể không có điều kiện. Những tên ngu xuẩn này, cũng không động não. Ánh mắt liếc qua mọi người, nhìn thấy sắc mặt khó coi của những người này, Ngũ Ung cười lạnh một tiếng, không chút nào che giấu thanh âm của mình. Ở phía sau hắn, nữ tử xinh đẹp kia lại đem ánh mắt sờ sờ đáng thương hướng hắn, thanh âm nghẹn ngào nói, Ung công tử, nếu ta không thể cùng ngươi phân đến cùng một chỗ thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi liền nhắc tới tên của ta, tất cả mọi người ở đây, chỉ cần đầu óc dài, cũng không dám vì ngươi mà đắc tội ta. Ngũ Ung cười nhạt, thần sắc trong lúc đó có sự kiêu căng nói không nên lời. Các vị sau khi tiến vào vạn hỏa đại trận, sẽ ngẫu nhiên bị trận pháp phân phối vào trong một thông đạo, sau khi đi vào, mỗi người đều sẽ đạt được một luồng hỏa diễm có hỏa vực dấu hiệu, đây là chứng từ của các vị, nếu gặp phải người không địch lại, đem thiên chi lực rót vào trong đó, liền có thể rời khỏi vạn hỏa đại trận, trở lại dưới hỏa vực sơn. Hiện tại, mời mỗi ngự đài là người đầu tiên đến tiến vào trong vạn hỏa đại trận. Chương 83, phân phối đối thủ. Thiết Tinh Hỏa lời nói hạ xuống, tám thông đạo kéo dài ra như trường kiều triển khai, vững vàng rơi vào mỗi một cái ngự đài. Ngũ Ung cười lạnh một tiếng, không chút do dự bước lên, trong số mọi người ở đây, có thể nhận ra thân phận của người trước tự nhiên không ít, cái này Tây Bắc cảnh bối cảnh thâm hậu nhất nhị thế tổ, coi như là Kha Vạn Hàng loại lão gia hỏa này cũng không muốn trêu chọc. Tiêu Minh Hiên hướng Trúc Thiên Hỏa cười hì hì, thân hình như yến nhẹ bước ra. Cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất ở chính giữa hư không vết nứt. Kha Vạn Hàng đánh ha ha một cái, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, chợt nghênh ngang đi về phía vết nứt không gian. Thiết Tinh Hỏa nhịn không được nhìn thoáng qua Kha Vạn Hàng, người này trong bụng tuyệt đối không có hảo tâm gì. Vu Tiểu Lộ nhẹ giọng nói cảm ơn Tiêu Viêm một tiếng, dáng người linh lung tiến lên vào trong hư không vết nứt biến mất không thấy. Mọi người ở đây ngoại trừ Tiêu Minh Hiên cùng Trúc Thiên Hỏa ra, không có bất kỳ người nào nhận ra thân phận của Vu Tiểu Lộ, nhìn thấy một nữ tử xa lạ đi vào, nhất là khi nhìn thấy Tiêu Viêm vẻ mặt bình tĩnh bên cạnh nữ tử, đều không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi than. Hồng y nữ tử này là ai? Thế mà có thể trong nháy mắt đánh chết một vị gia hỏa huyền diệu cảnh, trước mặt người đầu tiên bước lên ngự đài, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngự đài mấy phương vị khác, khi cường giả đầu tiên đến toàn bộ tiến vào hư không vết nứt sau đó, Thiết Tinh Hỏa lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt hướng về phía mọi người phía dưới, cười khẽ một tiếng nói, chư vị phải cẩn thận, tám người bọn hắn, bị phân ở trong thông đạo bất đồng, mà những người phía sau các ngươi, ai tiến vào thông đạo kia, bọn hắn đều có thể biết rõ ràng hai sở, địch ở trong ám ta sáng, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Trong vạn hỏa đại trận, có thể thi triển các loại thủ đoạn, xuất ra thực lực của các ngươi, có oán báo oán, có cừu báo thù, ha ha. Thiết Mỗ chúc các vị có thể đạt được kết quả tốt. Nói đến cuối cùng, nụ cười bên miệng Thiết Tinh Hỏa đã mang theo ý tứ khác, phía dưới có người từng tham gia vạn hỏa đại trận không khỏi ngạc nhiên, đoạn này.
Hỏa Vực lúc nào cũng cổ vũ mọi người động thủ trong Vạn Hòa Đại Trận. Chỉ là mấy người nghi ngờ, cũng không có khiến cho cái gì oanh động, càng nhiều người trong nháy mắt trở nên điên cuồng, thiết tinh hỏa mà nói, giống như nước sôi tưới vào trong liệt hỏa, khơi dậy đông đảo người trong nội tâm kiêu ngạo. Điều này, Tiêu Viêm nhướng mày, hắn nắm giữ thế lực, đối với bát thế vận dụng cũng trở nên càng thêm tùy tâm sở dục, từ lời nói vừa rồi của thiết tinh hỏa, hắn rõ ràng là từ tâm thế quyết nhận ra một tia dục vọng tăng vọt. Linh Nhi, nếu chúng ta tách ra, ngươi gặp phải cường địch không cách nào chiến thắng, trước tiên liền rời khỏi, ta biết thực lực của ngươi, bất quá ngàn vạn lần không cần cố chấp, mục đích của chúng ta không ở chỗ này, ta cũng sẽ mau chóng rời khỏi tìm ngươi. Ghé vào bên tai Linh Nhi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng mở miệng, hắn chỉ sợ tiểu cô nương này tính tình đi lên, liều lĩnh vận dụng thế lực, đến lúc đó ngược lại sẽ khiến cho Hỏa Vực phát hiện. Ta biết rồi. Cái miệng nhỏ nhắn của Linh Nhi bĩu môi. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, tâm tính nóng lòng muốn thử nhất thời biến mất không ít. Về sau, chỗ cho ngươi hiển hiện uy phong còn nhiều. Nhìn ra sự uể oải trên khuôn mặt nhỏ bé của Linh Nhi, Tiêu Viêm trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói. Tốt! Nghe vậy, trong mắt Linh Nhi một lần nữa lóe ra hào quang, nàng nhếch miệng cười, nặng nề gật đầu. Vạn hỏa đại trận, bắt đầu! Thiết tinh hỏa lui về phía sau một bước, đầu ngón tay ở trong hư không bắn một cái vang chỉ, trong phút chốc. Tám thông đạo thông qua hư không vết nứt, phân biệt hiện ra một cái vòng sáng đủ để dung nạp hơn 10 người tiến vào, trong nháy mắt khẩu đủ xuất hiện, tất cả ngự đài, mọi người nhao nhao xông vào trong đó, dưới tác dụng của trận pháp, bị ngẫu nhiên phân đến trong một thông đạo nào đó. Bên trong Hỏa Vực điện, Hỏa Công ngồi xếp bằng trong hư không, trước mặt hắn là một màn lửa thật lớn, trên màn lửa, chính là cảnh tượng điên cuồng trên ngự đài. Có thể nhúng tay vào, phải tận khả năng. Để cho một ít người chia nhau có thể sinh tử giao thủ, như vậy, mới có đủ thiên chi lực rót vào trong thần hỏa, trừ đệ tử, xuất thủ. Bên cạnh Hỏa Công, một nữ tử mặc quần áo tinh xảo màu vàng nhạt chậm rãi mở miệng, nữ tử tên là Từ Nam, là Hỏa Vực Hỏa Nguyên Điện Điện Chủ, tuổi của nàng tuy rằng rất lớn, nhưng bảo dưỡng lại cực tốt, ngồi ngay ngắn, có loại ung dung hòa quý khí chất. Sau lưng hai người, bao gồm cả Chư Thiên Hóa, sáu ga đệ tử chân truyền đã vào vị trí, nghe nữ tử nói. Sáu người đồng loạt gật đầu, sắc mặt Chư Thiên Hóa vẫn có chút trắng bệch như cũ, hắn hít sâu một hơi, cùng năm người khác đồng thời xuất thủ, lực đạo mênh mông oanh trào ra, ở bốn phía Hỏa Công xuất hiện, người kia sắc mặt ngưng trọng, bàn tay to lớn mạnh mẽ đánh mạnh về phía màn lửa trước mặt, toàn bộ Hỏa Vực điện, phảng phất vang lên thanh âm đại trận ong ong, sau một khắc, trong màn lửa liền hiện ra hình ảnh tám thông đạo. Đầu tiên, là tên Tiêu Viêm kia, đưa hắn đến thông đạo Kha Vạn Hàng. Mười ngón tay vặn vẹo, phảng phất như đang cải tạo một phương thế giới, không bao lâu, trên mặt Hỏa Công đã có mồ hôi chảy xuống, sáu gã đệ tử chân truyền sau lưng cắn răng không buông tay, muốn lặng yên không một tiếng động lan tỏa tất cả mọi người, ở trong Vạn Hỏa Đại Trận làm xuất thủ chân, coi như hắn thân là chúa tể, cũng phải thừa nhận cái giá thật lớn. Con đường này của Dư Hằng Nguyên, để lâm đi, thiên vương đối với đại ác, hẳn là có thể có chút coi trọng. Đáng tiếc Ngu Ung. Bằng không, để cho hắn đi chống lại Dư Hằng Nguyên, vậy mới đặc sắc tuyệt luân. Từ Nam ở một bên nhẹ nhàng cười, nếu Dư Hằng Nguyên có thể giết Ngu Ung, không sớm nói Hỏa Vực, cả Tây Bắc Cảnh chỉ sợ đều sẽ náo nhiệt hẳn lên. Không vội, nhân vật đại ác cấp đến còn nhiều, những người này, ta sẽ an bài từng người một, ví dụ như Cận Phong này, thợ săn thánh đồ uy danh hiển hách, tuy rằng có thể không phải là đối thủ của Ngu Ung, bất quá nghĩ đến cũng có thể đánh ra quyết đấu đặc sắc. Hỏa Công cười lạnh một tiếng, khi nhìn thấy hồng y nữ tử xuất hiện trong màn lửa, nhướng mày, trầm giọng nói, đây là ai? Sao lại không có nửa điểm ấn tượng? Tựa hồ không phải là đại ác thần đình treo thưởng. Từ Nam lắc lắc đầu, nữ tử trong màn lửa bày ra khí chất, hoàn toàn không giống người xông xáo thanh đồ. Vậy làm sao nàng có thể trở thành người đầu tiên bước lên ngự đài? Hỏa Công hử lạnh một tiếng, do dự một chút, lạnh lùng nói, để cho sư đệ Tiêu Minh Hiên đi đối phó hắn. Đệ tử Trường Long Chân Nhân, hẳn là có đầy đủ năng lực. Chương 84, trong đại trận. Sau khi bước vào hư không vết nứt, phảng phất lại trở lại trong bóng tối của thánh đồ, mọi người bên cạnh nhào nhào biến mất, Linh Nhi bị Tiêu Viêm gắt gao lôi kéo cũng không cách nào tránh khỏi, nhìn nắm tay mình nắm chặt, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi có một tia sầu lo. Sau khi cùng đám người Huân Nhi bị ép tách ra, hắn đã sớm đem Linh Nhi coi như nữ nhi của mình che chở. Ở loại địa phương này, lại bị Vạn Hỏa Đại Trận cứng rắn tách ra, làm cho hắn khó hiểu có chút khó chịu. Bốn phía hắc ám tản đi, hào quang một lần nữa hiện lên trước mắt, Tiêu Viêm híp mắt, ngẩng đầu nhìn lại,
ở nơi tầm mắt hắn có thể nhìn thấy là một mảnh núi non liên miên phập phồng. Giữa núi non phập phồng bất định là một tòa cự phong cao vút nhập vân, đỉnh núi phảng phất như có quang mang lóng lánh, hiện ra khí thế hào hùng, coi như là ở chỗ này, Tiêu Viêm cũng có thể rõ ràng nhận thấy được. Ở bên ngoài núi non liên miên, một tòa đại điện màu đỏ thẫm phảng phất từ trong ngọn lửa sinh ra treo cao, trên hư không, một hành lang dài hỏa diễm thật dài câu thông đại điện cùng đại địa, liếc mắt nhìn lại, đại điện làm nổi bật hỏa diễm chiếu rọi rực rỡ, khí thế lăng nhân, thu hồi ánh mắt lại. Tiêu Viêm lần nữa nhìn về phía Sơn Xuyên xa xa, không có thời gian quy định, bảy ngự đài khác tiến vào cũng không biết đi nơi nào, cái gọi là vạn hỏa đại trận này, đến tột cùng là xông vào như thế nào. Trầm mặc một lát, Tiêu Viêm chậm rãi nhấc chân đi tới, trên mặt đất cỏ dại mọc ung tùm, cơ hồ sắp đến thắt lưng hắn, phía dưới bụi cỏ, phảng phất như là vùng đất ngập nước vô tận, hắn sâu chậm rãi từng bước đi tới, cũng không có trực tiếp hướng hỏa vực sơn bay tới, ở loại địa phương này. Ai biết có thể đột nhiên xuất hiện địch nhân gì đó hay không, đem thế giới xa lạ này tìm hiểu rõ ràng, lại có hành động cũng không muộn. Không có đi xa, Tiêu Viêm liền dừng bước, hắn cau mày, nhìn về phía chung quanh mình, vẻn vẹn không đến khoảng cách trăm thước, hoàn cảnh chung quanh cho hắn cảm giác, liền triệt để có thay đổi. Trong không khí, hỏa diễm lực như có như không bắt đầu lặng yên không một tiếng động tràn ngập, Tiêu Viêm cũng có thể cảm giác được chính xác không sai lầm, hắn đối với hỏa diễm mẫn cảm cực cao. Loại biến hóa này, hắn trong nháy mắt liền có phát hiện, đầu ngón tay thò ra, dâng lên một luồng hỏa diễm, nhẹ nhàng chạm vào không gian trước mặt, sau một khắc, một cỗ lực đạo bàng bạc chính là từ bốn phương tám hướng trào ra, hung hăng rơi xuống trên người Tiêu Viêm, hô, bàn tay Tiêu Viêm triển khai, âm dương tương hợp nguyên khí oanh kích mà ra, trong phút chốc liền đánh lui cỗ lực đạo mãnh liệt này, làm cho hư không đều là hơi chấn động, thân xác hắn lạnh lùng, dư quang nhìn lại, trong vạn dặm hư không. Không biết từ lúc nào đã hiện ra vô số đạo hỏa diễm cỡ ngón tay cái, hỏa diễm giống như bong bóng khí, tùy thời đều có thể nổ tung, sau khi nổ tung, chính là dẫn tới lực đạo bàng bạc tập kích, nếu là trong lúc giao thủ với người khác bất hạnh gặp phải, chỉ sợ sẽ bị thương tổn không nhỏ. Nhớ tới lời Thiết Tinh Hỏa nói trước khi tiến vào, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, đây là hơi tăng thêm một chút trở ngại sao, loại trình độ thương tổn này, đủ để cho nguyên hóa cảnh trong nháy mắt bị thương nặng, không cần đợi đến khi giao thủ. Nghĩ đến liền có một bộ phận người bất đắc dĩ rời khỏi đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm lần nữa nhìn về phía hỏa vực điện, nơi đó phảng phất như là một mảnh thế giới khác. Cùng lúc ánh mắt Tiêu Viêm nhìn tới, hỏa vực điện hạ, đã có mấy luồng quang mang hiện lên, sau một khắc, mấy người bị trọng thương liền hữu khí vô lực ngã xuống đất. Hưu! Quanh thân dâng lên một tầng hỏa mang nhàn nhạt, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng trọng, đầy trời hỏa diễm xuất hiện, đem hệ số độ khó trong vạn hỏa đại trận đột nhiên tăng lên mấy lần. Không chỉ phải cẩn thận có thể tùy thời xuất hiện địch nhân, còn phải ứng phó hỏa diễm đầy trời này. Linh hồn lực lượng trong mi tâm trào ra, cảm thụ được tất cả hướng đi của hư không gian, một lát sau, thân xác hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngoại trừ ngọn lửa bắt đầu khởi động trong hư không, ở ngoài cùng của thế giới này, tựa hồ có một tầng hỏa diễm kín không kẽ hở hình thành vòng tròn, theo thời gian trôi qua, lấy hỏa vực sơn làm trung tâm, từng chút di động về phía trung tâm. Nơi vòng tròn hỏa diễm đi qua, thế giới đều là sụp đổ, điều này cũng có nghĩa là, tất cả người đi tới nơi này, đều bất đắc dĩ hội tụ về phía trung tâm, dưới loại tình huống này, gặp phải cơ hội gặp phải địch nhân, chắc chắn sẽ tăng đáng kể. Trầm mặc một lát, Tiêu Viêm bắt đầu khởi hành hướng hỏa vực sơn chạy tới, nếu không tránh khỏi đại chiến, không bằng trực tiếp ở dưới hỏa vực sơn dùng khỏe ứng mệt. Khởi hành không quá một lát, Tiêu Viêm lại dừng thân thể lại, hắn mở to hai mắt. Nhìn hỏa vực sơn xa xa, một tòa sơn nhạc khổng lồ như vậy, dưới ánh mắt chăm chú của hắn bắt đầu chậm rãi di động, tốc độ lại cực nhanh, trong chốc lát, núi non liên miên không ngừng đã chuyển đến một địa phương khác, trung tâm của phiến thế giới này, ngay lúc này có thay đổi, mà vòng tròn hỏa diễm ngoài cùng của thế giới, sau khi hơi dừng lại, bắt đầu lại lấy hỏa vực sơn sau khi di động làm trung tâm bắt đầu rời tới. Làm cái quái gì vậy? Lấy sự bình tĩnh của Tiêu Viêm, giờ phút này đều là một trận kinh ngạc. Hắn xoa xoa mi tâm, hỏa vực sơn nếu như vẫn di động, liền phá vỡ ý nghĩ hắn muốn dùng khỏe ứng mệt, nơi này, thật đúng là quỷ dị. Hưu! Bên tai, tiếng pha không xẹt qua hư không đột nhiên vang lên, trong nháy mắt liền đi tới sau lưng Tiêu Viêm, chủy thủ đen kịt, hàn quang lạnh lẽo phảng phất có thể cắt đứt hư không, xuyên thấu tầng tầng hư không, sau một khắc, liền xuyên thủng ngực Tiêu Viêm, tốc độ cực nhanh, trên chủy thủ thậm chí không dính vào nửa điểm máu tươi. Xa xa, một đạo thân ảnh nam tử dần dần hiện ra, nhìn Tiêu Viêm sắp ngã xuống, khóe miệng nam tử nhếch lên một tia cười lạnh,
năm ngón tay vươn ra, liền muốn tiếp được chủy thủ đen kịt quay trở về. Sau một khắc, đôi mắt nam tử đột nhiên ngưng tụ, chủy thủ vẫn chưa rơi vào trên tay hắn như nguyện, ngược lại là xẹt qua một đường cong quỷ dị, phảng phất như có một tay kia đang nắm lấy, không hề lệch đâm vào ngực hắn. Một khắc trước khi đâm trúng ngực, chủy thủ lại hơi rời đi, sau đó hung hăng đâm trúng ngực hắn. Ở trước mặt ta muốn dùng tốc độ đánh lén, ngươi cũng quá tự phụ một chút. Nam tử mở to hai mắt, ngực truyền đến đau đớn tê tâm liệt phế, làm cho hắn trong nháy mắt liền ngã xuống cuộn mình trên mặt đất, buông tay nắm chủy thủ ra. Tiêu Viêm cười tủm tỉm xuất hiện trước mặt nam tử, xa xa, hư ảnh bị chủy thủ xuyên qua mới chậm rãi tiêu tán. Chương 85, thợ săn thánh đồ. Khụ khụ, đem chủy thủ trên ngực cố sức rút ra, nam tử thống khổ thở dốc, hắn mở to hai mắt, ngước nhìn nam tử đứng trước người hắn, đợi thấy rõ diện mạo của người kia, không khỏi sửng sốt, sau đó cắn răng mở miệng, thanh âm đều có chút run rẩy, ngươi là người giết người ở hỏa vực. Không sai. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, cúi người nhặt chủy thủ đen kịt lên, tò mò đùa giỡn một lát, sau đó khinh thường ném đi, thứ này so với thất tâm hải đường kha vạn hàng cho hắn, giống như thiên địa khác biệt. Ta thế mà cũng có lúc nhìn nhầm, ta nói, một cái thánh nguyên cảnh người như thế nào cũng có bản lĩnh đi tới nơi này. Nhìn thấy chủy thủ bị Tiêu Viêm ném xa, trong mắt nam tử hiện lên một tia thương tiếc, lập tức cười lạnh một tiếng, trên đầu ngón tay không biết từ lúc nào đã trào ra một cỗ hỏa diễm, thiên chi lực rót vào, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt Tiêu Viêm. Thật chán, trầm mặc một chút, Tiêu Viêm lẩm bẩm mở miệng, tên gia hỏa này, chạy không khỏi cũng quá nhanh. Biết công phu như vậy, hỏa vực sơn lại một lần nữa di chuyển đến nơi khác, Tiêu Viêm tinh tế cân nhắc một lát, cũng không có phát hiện pháp tắc di động hai lần, hắn lắc đầu, chỉ đành thành thật đi theo hỏa vực sơn di động mà đi tới. Về phần hỏa vực điện, hắn hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp rời đi vạn hỏa đại trận, nhưng muốn chờ hỏa công từ hỏa vực điện đi ra, không biết cần bao nhiêu thời gian, trong lúc này nếu là bị đưa ra khỏi hỏa vực điện, vậy hắn ngay cả chỗ khóc cũng không có. Trong một thông đạo tương liên ngự đài, ít nhất cũng tiến vào hơn 100 người, theo hỏa diễm vòng tròn di động, những người này sẽ không ngừng di động về phía hỏa vực sơn, đến lúc đó nhất định sẽ có không ít người gặp nhau, đến lúc đó, chiến đấu kịch liệt tuyệt đối sẽ không thiếu. Một phương hướng khác của thế giới này, Kha Vạn Hằng bất đắc dĩ ngồi trên một tảng đá xanh, trước mặt hắn là thi thể của một đại hán trung niên không kịp rời khỏi vạn hỏa đại trận, hắn có chút phiền não vỗ đầu, thở dài nửa ngày mới đứng dậy. Nhìn hỏa vực sơn xa xa lại đang di động, hắn phun ra nuốt vào nói, vận khí sao lại kém như vậy, cùng Tiêu Viêm phân đến một thông đạo. Còn có những hỏa diễm này, lần trước trong vạn hỏa đại trận chưa từng xuất hiện, thiệt tinh hỏa, đây chính là trở ngại ngươi nói sao, không khỏi cũng quá lãnh huyết một chút đi. Cười lạnh một tiếng, Kha Vạn Hằng chợt hừ lạnh một tiếng, đại hán trung niên chết trước mặt hắn, hắn vốn cũng không đau hạ sát thủ, cho người trước thời gian đầy đủ dùng hỏa diễm chạy trốn. Nhưng một đạo hỏa diễm hiện lên đột nhiên xuất hiện, trực tiếp làm cho đại hán trung niên vốn đã trọng thương này trực tiếp chết đi. Trong này, cũng xen lẫn một ít dược phấn lặng yên không một tiếng động, ảnh hưởng đến tâm tình người khác, đây là rõ ràng muốn cho mọi người đánh nhau ạ. Đầu ngón tay khẽ bắn, đánh nát một đạo hỏa diễm trước mặt, lãnh quang trong mắt Kha Vạn Hằng lóe ra, những thủ đoạn này của hỏa vực, đến tột cùng là dụng ý gì? Phiến thế giới này cực kỳ rộng lớn, tốc độ di động của vòng tròn hỏa diễm ngoài cùng mặc dù cực nhanh, nhưng so với đại thế giới, nửa ngày nay, cũng bất quá mới chiếm cứ 1/10 địa giới, muốn triệt để vây quanh hỏa vực sơn, ít nhất cần tốn 2-3 ngày thời gian, nhưng mọi người hoạt động trong đó lại không ngừng du đãng. Trong chốc lát, trong cảm thụ của Tiêu Viêm, ít nhất đã xảy ra mấy lần đại chiến, linh hồn cảm thụ được, cũng không có nhận thấy được khí tức quen thuộc của mình, cho nên đối với những chiến đấu này, Tiêu Viêm cũng lười tiến lên nhìn, thuận tay giải quyết mấy tên gia hỏa không có mắt. Hắn rốt cục đi tới dưới chân hỏa vực sơn. Nửa ngày này, hỏa vực sơn trên cơ bản đều là di động trong khu vực này, có thể thấy được, nơi này chính là trung tâm cuối cùng. Ngươi là tiểu tử xuất thủ giết người ở hỏa vực. Chúng ta thực sự được phân phối trong một lối đi. Xa xa, một đạo thân ảnh từ trên một tảng đá thật lớn đứng lên, hiển nhiên là đến đã lâu. Hắn từ trên cao nhìn xuống Tiêu Viêm, liếc mắt một cái liền nhận ra người kia. Ngươi là ai? Tiêu Viêm đứng vững, nhìn thanh bào trung niên nhân trên cự thạch, người này so với lúc trước hắn gặp phải còn mạnh hơn không ít. Ta tên là Từ Cốc Dương, thánh đồ treo thưởng niên hạn còn kém lao ra hỏa bị ngươi trong nháy mắt đánh chết. Trung niên nhân ha hả cười, nhẹ người lướt xuống, cùng Tiêu Viêm nhìn thẳng vào mặt, nghe nói người còn chưa bị thánh đồ treo thưởng, ngược lại không có. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng,
người này, trong lời nói có hàm ý. Vậy ngươi không cần gấp gáp, ngươi trong nháy mắt đánh chết lão gia hỏa Ngũ Phong Sơn kia tin tức, không đợi ngươi từ hỏa vực đi ra ngoài, thần đình hẳn là liền nhận được tin tức, nếu như ngươi muốn cùng thần đình đối nghịch, niên hạn treo thưởng của ngươi, phòng chừng sẽ khoảng 1 vạn năm. Từ Cốc Dương nhếch miệng cười, ánh mắt thâm trầm mà thâm thúy. 1 vạn năm. Trực tiếp nhảy lên trở thành đại ác, thần đình thật đúng là để ý tới ta. Tiêu Viêm trên mặt tươi cười không giảm. Không cần kinh ngạc, tuổi này của ngươi, cùng với thực lực cùng tiềm lực có thể phát huy ra, nếu thật sự muốn cùng thần đình đối địch, 1 vạn năm treo thưởng, cũng không tính là cái gì. Nếu như cùng thần đình giao hảo, nói không chừng, có thể thử trở thành thống soái một phương, đến lúc đó, xuất lĩnh mấy ngàn thủ hạ bảo vệ thánh đồ an ổn, cũng coi như tiêu sái. Từ Cốc Dương nghiêng đầu mở miệng, không biết suy nghĩ của ngươi là, tự nhiên là đối địch với thần đình. Tiêu Viêm nhướng mày, tự Tiêu Phi cười nói. Ta liền biết, ngươi sẽ nghĩ như vậy, ngươi có tiềm lực như thế, ai mà không muốn ở trên thánh đồ không kiêng nể gì xông xáo chứ, bất quá, ta vừa là ác đồ bị thần đình treo thưởng, cũng có một thân phận khác. Nói xong, trên mặt Từ Cốc Dương, khôi phục lãnh thổ lúc trước, đó chính là thánh đồ thợ săn, chuyên môn săn giết đại ác. Rất kỳ quái có phải hay không, ta bị treo thưởng niên hạn chỉ có 9.000 năm, lại có thực lực săn giết đại ác. Rất nhiều lúc, ngàn vạn lần không nên dùng thời hạn treo thưởng để xem thực lực của đối phương, bởi vì người cũng không biết, đó là hắn bao nhiêu năm trước treo thưởng. Trong mắt Từ Cốc Dương hiện lên một tia ý cười châm chọc, sau lưng hắn, thiên chi lực ầm ầm khởi động, hóa thành một vầng kiêu dương chói mắt, Tiêu Viêm hào quang đầm trong lúc nhất thời thậm chí không cách nào nhìn thẳng. Săn giết người một đại ác có tiềm lực như vậy, đối với một thợ săn thánh đồ mà nói, sẽ có cảm giác thành tựu vô cùng. Từ Cốc Dương tự như chúa tể cao cao tại thượng, lực đạo mênh mông tàn sát bừa bãi, bàn tay to mở ra, muốn chi phối phiến thế giới này. Chương 86, U Minh Chi Nhãn. Thánh đồ thợ săn, trong thánh đồ là một tồn tại cực kỳ đặc thù, bọn hắn không chịu thần đình quản lý, cũng không giống như ác đồ đối nghịch với thần đình. Đơn thuần chỉ là vì niên hạn tu luyện của thần đình mà triển khai đuổi giết ác đồ, cho nên trong bọn hắn đại bộ phận đều là người thực lực cao siêu. So với người của thần đình, thợ săn thánh đồ không có nhiều quy củ như vậy, coi như là không địch lại, cũng có thể không từ thủ đoạn chạy trốn. Đại đa số thợ săn thánh đồ đều là cường giả từ thần đình thoát ly ra, mượn quan hệ đã từng ở thần đình. Có thể nhận được danh sách treo thưởng cụ thể, bởi vì tự do giữa kẻ ác và thần đình. Mưu đồ lớn nhất cho chính mình phù hợp với lợi ích của bản thân. Thợ săn thánh đồ. Ta trước kia đều chỉ nghe nói, ngươi còn là thợ săn thánh đồ đầu tiên ta nhìn thấy, không biết các ngươi cùng thần đình có quan hệ gì. Đối với thực lực kinh người Từ Cốc Dương bày ra, Tiêu Viêm cũng không có biểu hiện ra bối rối gì, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cằm, tò mò nhìn người về phía trước. Cái gì quan hệ cũng không có, thần đình không có quyền ra lệnh cho chúng ta ở trong không gian giữa hắc bạch, vừa có thể đuổi giết ác đồ. Cũng có thể giết chết binh lính thần đình đối với chúng ta có uy hiếp. Từ Cốc Dương ánh mắt lãnh đạm, trên hai tay của hắn, thiên chi lực tựa như thực chất lượn lờ, giống như hào quang lạnh lẽo lóng lánh, tràn ra sát ý, làm cho phiến hư không này đều là hơi chấn động. Vậy ngươi lại bị thần đình treo thưởng như thế nào? Dư quang Tiêu Viêm liếc qua hai tay Từ Cốc Dương, cỗ lực đạo này mặc dù khổng lồ, nhưng uy lực của nó, cũng không kém gì thánh pháp đỉnh cấp mà Chi Thiên Hóa đã từng thi triển. Đối với hắn mà nói, cũng không tính là cái gì. Mặc dù thực lực trước mắt của Tiêu Viêm chỉ là thánh nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng từ lúc ở đại thế giới, hắn đã mượn thần hỏa lực trong cửu đỉnh bước vào cửu trọng thiên, mặc dù uy lực của thần hỏa đi tới giới ngoại chi thiên thần hỏa có chút giảm bớt, nhưng vô luận như thế nào, bản thân hắn đều có thực lực nguyên hóa cảnh, thế lực hoặc là âm dương pháp, đều đủ để uy hiếp đến huyền diệu cảnh, như vậy là đủ rồi. Ta giết mấy đại thống lĩnh không có mắt, liền trở thành cái đinh trong mắt thần đình. Từ Cốc Dương nhẹ nhàng cười, nói cực kỳ thoải mái, thân hình hắn khẽ khom người. Sau một khắc, đã giống như một quả đạn pháo bắn ra, hải tài như lưỡi dao sắc bén xé rách không gian, trong nháy mắt liền cắt đứt tầng tầng hư không, hàn mang chợt hiện, điện quang hỏa thạch giữa đó tới gần Tiêu Viêm, từng đạo hàn quang tràn ngập, như sóng nước lấp lánh gợn sóng ra, lại giống như tiếng đàn đoạt mạng. Đàn tấu ra một khúc trường ca chấn hồn, ở trước khi Từ Cốc Dương đạp lên, như trùng điệp điệp bình chướng, đã triệt để phong tỏa Tiêu Viêm ở trong đó. Thánh pháp, săn giết. Trong hai mắt híp lại, hào quang lạnh lẽo xuất hiện, Từ Cốc Dương lạnh lùng mở miệng, trong lúc xuất thủ, chính là đại thuật sát phạt chí liệt chân chính. Không hổ là có khí phách đánh chết đại ác vạn năm, phần thực lực này, đã là cùng Chư Thiên Hóa không chênh lệch bao nhiêu,
Tiêu Viêm thần sắc bình tĩnh, một khắc trước khi đại thuật sát phạt của Từ Cốc Dương đánh rơi đến trước người, hai tay của hắn tựa như thúc đẩy âm dương nghịch chuyển xẹt qua hư không, sau lưng, hắc bạch âm dương đồ lưu chuyển, hắc bạch tương dung, đồng dạng là lực lượng thánh pháp từ trong hai bàn tay Tiêu Viêm tàn sát bừa bãi chảy ra. Thánh pháp, âm dương pháp, nghênh đón đại thuật sát phạt của Từ Cốc Dương, hai tay Tiêu Viêm giống như đẩy ngược âm dương đánh ra, hỏa diễm quanh thân tăng vọt, hóa thành biển lửa ngập trời, mang theo vạn quân lực nghịch tập xông đến. Sắc mặt Từ Cốc Dương đột nhiên biến đổi, trong cổ họng của hắn phát ra tiếng gầm giận dữ trầm thấp. Sau một khắc, giữa mi tâm của hắn một đạo mắt dựng đứng đúng là quỷ dị hiện lên. Trong lúc nhắm mắt nhắm, u quang tự như xuyên thủng vạn cổ, quang mang quét ngang, hai tay Tiêu Viêm trầm xuống, âm dương pháp lại là nhanh chóng lui ra. Từ Cốc Dương thế tất có được một kích nghênh diện xông đến. Tiêu Viêm đột nhiên lui về phía sau, thánh pháp từng bước áp sát, u quang lóe ra, trong nháy mắt lần nữa đi tới trước người Tiêu Viêm. Ta vốn không muốn một kích giết ngươi, bất quá thực lực của ngươi làm cho người ta không thể không cẩn thận. Sắc mặt Từ Cốc Dương khôi phục bình thường, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mắt dựng đứng giữa mi tâm, theo mắt dựng thẳng biến mất, trong hai mắt của hắn, không biết từ khi nào đã xuất hiện hai chấm đỏ cực nhỏ, chấm đỏ nhanh chóng khuếch tán, vẻn vẹn trong nháy mắt, đã bao trùm nửa hốc mắt. U Minh chi nhãn này là một chí bảo ngụy huyền diệu cực kỳ đặc thù. Nó hợp đôi mắt với ta làm một, bị nó nhìn thấy, ngươi liền đừng mơ tưởng đào thoát. Xoa xoa hai mắt có chút đau đớn, Từ Cốc Dương nhịn không được cắn răng. Trong nháy mắt kia, hắn rõ ràng là cảm thấy một loại kinh hãi, U Minh chi nhãn theo bản năng mở ra, lá bài tẩy lớn nhất của mình, thế mà vào lúc này liền bại lộ, nếu muốn hoàn toàn khôi phục, không biết cần bao lâu, nếu ảnh hưởng đến đại chiến sau đó, cũng có chút được nhiều hơn mất. U Minh chi nhãn, trách không được ngươi có bản lĩnh xuất thủ với đại ác. Hành thế quyết triển khai, nhưng vẫn không cách nào né tránh thánh pháp truy kích, dưới u quang mang bao phủ, phảng phất như có ánh mắt dài. Không giết Tiêu Viêm, thề không bỏ qua. Nếu ta không có lá bài tẩy, làm sao có thể có lòng tin ở chỗ này truyền môn chờ người đây? Từ Cốc Dương cười lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Viêm không ngừng né tránh trong hư không. U Minh chi trước mắt, coi như là huyền diệu cảnh, cũng chỉ có cứng rắn, muốn hóa giải thế công của ngụy huyền diệu chí bảo, đó là người si nói mộng. Đặc biệt ở đây chờ ta. Cho ta mặt mũi như vậy, vậy ta cũng không thể làm người thất vọng. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười. Trong quá trình né tránh, hai tay của hắn không ngừng xẹt qua hư không, đem từng đạo hỏa diễm đánh tới đánh tan, loại thời điểm này, tuyệt đối không thể có chút sơ suất nào. Xảo ngôn lệnh sắc, ngươi cho rằng ta là lão gia hỏa Ngũ Phong Sơn kia sao? Đôi mắt Từ Cốc Dương lạnh lẽo, lời nói của Tiêu Viêm làm cho hắn từ đáy lòng cảm thấy một tia khó chịu, hắn cười lạnh, hai tay ở trước ngực giao nhau, giữa mi tâm, hình dạng mắt dựng thẳng lần nữa hiện lên, u quang từ trong mắt dựng thẳng chậm rãi tuôn ra. Hội tụ ở đầu ngón tay 10 ngón tay của hắn, theo u quang lay động, một mảnh không gian này đều bắt đầu có xu hướng sụp đổ. Ngụy huyền diệu pháp, U Minh Quang. Thanh âm của Từ Cốc Dương trầm thấp hữu lực, 10 ngón tay của hắn triển khai, trong phút chốc, u quang vô tận bao phủ một phương thế giới này, đem toàn bộ trấn áp trong thế giới. Sau lưng Từ Cốc Dương, thiên chi lực hội tụ, một đạo thân ảnh ngàn trượng bước ra, đầu ngón tay điểm ra, bóp nát hư không chồng lên nhau, nhẹ nhàng điểm lên thánh pháp. Trong phút chốc, u quang lưu loát, trong nháy mắt liền rơi vào trên ngực Tiêu Viêm. Chương 87, Pháp Linh Thần Thể. Bất kỳ một huyền diệu pháp nào, đều có Pháp Linh Thần Thể chân thật. Pháp Linh Thần Thể vừa ra, uy lực của huyền diệu pháp tăng mạnh, U Minh Quang ta, từng đánh chết đại ác treo thưởng 12.000 năm, chết dưới một chiêu này, người cũng có thể nhắm mắt. Pháp Linh Thần Thể ở sau lưng Diễu Võ Dương Oai, Từ Cốc Dương tự hồ cũng hao phí khí lực thật lớn, mi tâm hắn dựng thẳng mắt. Sớm đã ẩn nấp không thấy, nhưng quanh thân tàn phá bừa bãi khi thế sắc bén, lại đủ để cho huyền diệu cảnh tầm thường đều ghé mắt. Lời còn chưa dứt, dưới sự chỉ điểm của pháp linh thần thể thật lớn, thánh pháp mang theo U Minh Quang lưu loát, trong nháy mắt tới gần lồng ngực Tiêu Viêm, ánh mắt hắn ngưng trọng, dưới một tiếng thở dài, hai tay đã đặt ở trước ngực. Một trọng thế, một đạo quang điểm rõ ràng hiện ra, nghênh đón U Minh Quang, thế đốc thi triển ra trong nháy mắt, Tiêu Viêm nhướng mày. Hắn rõ ràng nghe được tiếng xương cốt trong cổ tay hai tay vỡ vụn, sau một khắc, tiếng vỡ vụn ở trong cánh tay không ngừng vang lên, trong phút chốc, đã đi tới chỗ cánh tay lớn. Phanh! U Minh Quang bị thế phân nghênh kích, giờ phút này không cách nào tiến lên nửa bước, Từ Cốc Dương trên mặt cười lạnh vào giờ khắc này đều là đột nhiên ngưng lại, hắn nhịn không được một cái lảo đảo, ổn định thân thể, trong mắt bắn ra, là ánh mắt kinh ngạc không cách nào tin.
hưu. Xương cốt ở bả vai rốt cục không chút ngoài ý muốn vỡ vụn, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cả người đều run lên, ngay cả có hình thế quyết nhanh chóng khép lại, nhưng xương cốt đứt mà hồi sinh loại đau đớn này, làm cho hắn nhịn không được gân xanh nổi lên, mồ hôi to bằng đậu nành không ngừng chảy xuống, thân hình bất ổn, suýt nữa từ trong hư không rơi xuống. Tiêu Viêm cau mày, hai tay nhẹ nhàng run rẩy, nhìn quang điểm trước mặt cùng U Minh Quang đánh nhau, chính mình trả giá lớn như vậy, không có đạo lý đem Ngụy Huyền Diệu Pháp này đều không thể đánh lui. Ầm ầm. Từ Cốc Dương mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hư không xa xa, dưới thế đốc cùng U Minh Quang đánh nhau, lấy hai thứ làm trung tâm, trong không gian sớm đã tràn ngập ra mấy đạo vết nứt thật lớn, hiện ra lực đạo mạnh mẽ, làm cho phiến thế giới bao trùm này đều lung lay sắp đổ, theo hô hấp dồn dập của Từ Cốc Dương, pháp linh thần thể sau lưng hắn, cũng đang phát ra từng trận tiếng kêu rên, chết tiệt, tên khốn kiếp này, làm sao có thể có thực lực như vậy? Trong nháy mắt hoảng sợ sau đó, Từ Cốc Dương chợt phản ứng lại, mắt hắn muốn nứt ra, tức giận mắng ra tiếng, đầu ngón tay không chút do dự điểm ở trên mi tâm, mắt dựng thẳng lần nữa mở ra, giờ khắc này, một hàng vết máu từ trong mắt dựng thẳng chảy ra, theo đó xông đến, còn có hai con mắt Từ Cốc Dương, đồng dạng có huyết lệ chảy xuống. Huyết dẫn, đầu ngón tay dính máu tươi, run rẩy viết hai chữ lớn này trên hư không, chữ lớn xuất hiện trong nháy mắt, khí lực của Từ Cốc Dương phảng phất tất cả đều bị rút ra không còn, hai chân run lên, suýt nữa ngã xuống đất, mà ở sau lưng hắn, thân thể khổng lồ của pháp linh thần thể tự hồ tùy thời đều có thể tàn đi, một lần nữa được gia cố, pháp linh thần thể ngửa mặt lên trời gào thét, đầu ngón tay bẻ gãy điểm ra, nặng nề rơi xuống U Minh Quang sắp tán loạn, trong phút chốc, song phương lại một lần nữa đạt tới thế lực ngang nhau. Tiêu Viêm, ngươi đẩy ta vào tình thế này, ngay cả khi ta thắng ngươi, cũng quả quyết không có khả năng thông qua vạn hỏa đại trận. Như vậy cũng tốt, ta và ngươi mỗi người lui một bước. Ta sẽ rời khỏi vạn hỏa đại trận, thân hỏa để ngươi đi tranh đoạt. Ta không muốn chết ở đây. Từ Cốc Dương tức giận gầm thét, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, thể lực thiên chi lực nhanh chóng trôi qua, làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng phát ra từ nội tâm. Đối với thực lực Tiêu Viêm phỏng chứng sai lầm, khiến cho Từ Cốc Dương đau lòng không thôi, từng bước sai, ai có thể nghĩ đến tên gia hỏa này, thế mà che giấu nhiều thực lực như vậy. Hiện tại nói những lời này, ngươi không cảm thấy có chút trễ sao? Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, dưới ánh U Minh Quang chiếu rọi, sắc mặt của hắn âm tình bất định, lời nói ra, giống như một lưỡi dao sắc bén hung hăng cắm vào trong lòng Từ Cốc Dương, làm cho tâm hắn không khỏi run lên. Tiêu Viêm, đừng không biết cất nhắc. Chọc giận ta, người cũng sẽ không dễ chịu, người muốn trở thành đại ác, ta cũng không phải người của thần đình, giữa ngươi và ta, vốn không có xung đột lợi ích gì, cần gì phải phân ra sống chết không được. Môi Từ Cốc Dương đều run rẩy, hai mắt hắn sung huyết, hận không thể đi lên bóp chết Tiêu Viêm. Tên điên này, trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Mình cũng đã yếu thế như thế, tên hỗn chứng này sao lại không biết tốt xấu như thế? Từ Cốc Dương, ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết, lại muốn ta ngoan ngoãn lui đi, hết thảy chẳng lẽ đều phải tùy ngươi đến. Ngươi coi ta là ai? Nói đến cuối cùng, trên mặt Tiêu Viêm đã hiện lên một tia dữ tợn, hắn vốn không phải là người tâm thiện gì, đối với Nhạc Trọng, hắn không có đau hạ sát thủ, đó là bởi vì người kia không có năng lực uy hiếp hắn, hiện tại Từ Cốc Dương, vì đối phó hắn, không tiếc hao tổn lực lượng chí bảo Ngụy Huyền Diệu, loại người có tâm tư này, hắn hà có thể lưu lại. Ngươi, ngươi là tên hỗn tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn không có xông vào thánh đồ, liền muốn chung quanh thủ địch sao? Thánh đồ thợ săn ngay cả khi không bị thần đình quản lý, chúng ta cũng có tổ chức của mình, tổ chức săn bắn chung nguyên cảnh. Thần đình đều phải kiêng kỵ vài phần, ngươi muốn khiến cho hai thế lực này cùng nhắm vào sao? Thanh âm Từ Cốc Dương giờ phút này đều là đang run rẩy, hắn có thể cảm giác được, dưới thế đốc oanh kích, U Minh Quang tràn ngập nguy cơ. Pháp linh thần thể sau lưng, mắt thấy sắp lại một lần nữa vỡ vụn, hắn lúc này đây, là đá vào cái thiết bản gì? Hắn đây cơ hồ là một kích liều mạng, coi như gặp được Dư Hằng Nguyên, đám người Kha Vạn Hằng cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng hiện tại, bị thế Lăng Tiêu Viêm gắt gao tập trung, muốn xuất ra hỏa diễm chạy trốn cũng không thể làm được. Ầm ầm, quang điểm giữa thế đốc mãnh liệt lóe ra, hào quang lưu chuyển, đem U Minh Quang hoàn toàn là cắn nuốt vào. Sát khí trong mắt Tiêu Viêm xuất hiện, trên hai tay hắn, xương cốt đang chậm rãi khép lại, hơi động một chút đều là đau đớn khắc khổ ghi tâm. Hắn cắn chặt răng, âm dương đổ sau lưng lưu chuyển, tâm niệm chuyển biến nhanh chóng, Thương Viêm Xích tựa như cự xích xuyên qua thiên địa chấn động mà ra,
mang theo ngàn vạn âm dương nguyên khí sắc bén, bẻ gãy đánh nát lực lượng chí thiên, trùng trùng điệp điệp ngàn ở trước mặt, ở trong hỏa diễm lượn lờ đầy trời, hung hăng đánh rơi về phía Từ Cốc Dương. Cùng một khắc, Từ Cốc Dương phiến thế giới này cũng là ầm ầm sụp đổ. Chương 88, tổ chức săn bắn. Lực đạo mang theo trên thương viêm xích cơ hồ muốn đâm thủng mỗi một trọng hư không, trên mặt xích, trong ngọn lửa mãnh liệt, âm dương lực đầy ngang xông đến, khí thế sắc bén chí cực, trong nháy mắt liền bước đến trước mặt Từ Cốc Dương. Sau lưng người kia, pháp linh thần thể đã sớm ầm ầm nghiền nát, hai chân càng giống như cùng mặt đất liên kết cùng một chỗ, không cách nào di động nửa phần. Chỉ đành trơ mắt nhìn cự xích đang đến trước mặt, mi tâm của hắn, U Minh chỉ nhãn muốn phí sức thi triển ra. Xuất phát từ khí lực bản thân không chống đỡ nổi, hết thảy đều chỉ là vô ích. Chanh! Cự xích hung hăng hạ xuống, cảnh tượng trong dữ liệu cũng không có xuất hiện, thương viêm xích hơi chấn động, mặt xích dường như bị oanh kích thật lớn, lực đạo trên đó tất cả đều bị dỡ bỏ, xẹt qua trong hư không, thương viêm xích một lần nữa trở lại bên người Tiêu Viêm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, ở phương hướng thương viêm xích hạ xuống, một cây trúc côn màu đỏ to bằng cánh tay không biết từ khi nào xuất hiện. Ở trước mặt Từ Cốc Dương nhanh chóng xoay tròn, vì người trước ngăn trở một kích tất yếu của thương viêm xích, hỏa trúc côn, Kha Vạn Hàng, là hắn. Sau lưng Từ Cốc Dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn dồn dập hô hấp, thấy rõ trúc côn màu đỏ đang xoay quanh trước mặt, đồng tử hắn co rụt lại, theo bản năng hít một hơi khí lạnh, đồng thời ở sau khi cướp bóc còn sống, trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, tên gia hỏa này, như thế nào cũng tới, chẳng lẽ hôm nay mình khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Viêm yên lặng cầm lấy thương viêm xích, thoáng trầm mặc, ánh mắt sắc bén mạnh mẽ nhìn về phía Hỏa Vực Sơn, ở nơi đó, một đạo nhân ảnh đang yên lặng nhìn nơi này, chính là Kha Vạn Hàng. Ý ngươi là sao? Tiêu Viêm nhướng mày, trầm giọng mở miệng, cùng Từ Cốc Dương giao thủ, hắn ngược lại không có phát hiện Kha Vạn Hàng xuất hiện từ khi nào. Kha Vạn Hàng thở dài một hơi, hắn động lên trước, đem Hỏa Trúc Côn thu hồi, có chút bất đắc dĩ nói, Tiêu Viêm, hai người chúng ta thế mà sẽ ở một chỗ. Thật sự là làm cho ta có chút khó làm. Người muốn nói cái gì? Kha Vạn Hàng, ta muốn giết Từ Cốc Dương, cùng ngươi và ta cũng không có quan hệ. Ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống, nhìn Kha Vạn Hàng, trong lời nói mờ ám nhắc tới chuyện hắn cùng Kha Vạn Hàng ước định. Ta đây là đang giúp ngươi à? Kha Vạn Hàng cười khổ một tiếng, ngươi giết hắn, phân bộ tổ chức săn bắn ở Tây Bắc Cảnh, nhưng sẽ không từ thủ đoạn đối phó ngươi, một thần đình, đã rất khó ứng phó. Tổ chức săn bắn chỗ nào cũng nhúng tay vào, so với thần đình còn khó chơi hơn. Tiêu Viêm, trong thánh đồ thợ săn là loại khó giải quyết nhất, ta không phải là nói chuyện giật gân, cường giả trong bọn hắn, giống như là sát thủ đi lại trong bóng tối, vô thanh vô tức, vô luận là thánh đồ đại ác hay là thiên vương trong thần đình, đều có nguy cơ bị bọn hắn gạt bỏ, không giống với loại người như Từ Cốc Dương, thánh đồ thợ săn cấp cao đẳng cấp xâm nghiêm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Người sau này sẽ biết, ở chỗ này, giết hắn không có ý nghĩa gì lớn. Kha Vạn Hàng có chút ý tứ tận tình khuyên bảo, hắn chán ở trước mặt Từ Cốc Dương, tay cầm hỏa trúc côn, người kia dồn dập thở dốc. Đối với Kha Vạn Hàng đột nhiên hiện thân, không có chút ý tứ muốn dừng lại, hung tợn nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, hỏa diễm trong tay hiện lên, hàm răng cắn chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng đem thiên chi lực còn sót lại rót vào trong đó. Trong thời gian Kha Vạn Hàng nói chuyện, liền thoát khỏi vạn hỏa đại trận. Người nói những thứ này có ích lợi gì, ta ngay cả thần đình cũng không sợ, một cái gọi là tổ chức săn bắn ở trên trời xa xôi, vẻn vẹn chỉ một cái danh hào liền dọa người không được. Nhìn thấy Từ Cốc Dương chạy trốn, Tiêu Viêm hử lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng nói, Kha Vạn Hàng, ta kính ngươi là thánh đồ đại ác, không nghĩ tới cũng sẽ đối với tổ chức săn bắn sợ hãi như thế, ta nếu không xuống tay, chết chính là ta, điểm này, ta không tin ngươi không rõ ràng, chỉ cho phép bọn hắn hạ sát thủ đối với ta. Không cho phép ta giết bọn hắn. Tổ chức bá đạo, thần đình cũng không có cuồng vọng kiêu ngạo như vậy. Ta tự nhiên là biết, nhưng tổ chức này, tốt nhất vẫn là không nên cùng hắn có liên hệ gì. Ta mang danh tiếng đại ác, muốn giết ta, cũng chỉ là một ít thánh đồ thợ săn thực lực còn khả thi. Hơn nữa bọn hắn phần lớn đều là đánh lén xuất thủ, giết bọn hắn, tổ chức săn bắn cũng sẽ không biết, những người khác ngươi có thể giết. Nhưng Từ Cốc Dương thì khác, ta rõ ràng lai lịch của hắn. Tổ chức săn bắn đặt ở Tây Bắc Cảnh phân bộ từ Thượng Ngôn, là huynh trưởng của hắn, có lẽ, từ trước khi tiến vào vạn hỏa đại trận, hắn liền thông báo cho tổ chức săn bắn, nếu ngươi giết hắn, chờ ngươi xuất hỏa vực chờ đợi ngươi chính là truy sát không ngừng. Sắc mặt Kha Vạn Hàng thậm chí có chút chua xót, nếu đổi thành những người khác, ta mới lười quản hắn sống chết, nhưng trong vạn hỏa đại trận này,
có ba người người tuyệt đối không thể động đậy, một người là Ngũ Ung, một người là Tiêu Minh Hiền, người kia chính là Từ Cốc Dương này. Cũng trách ta, lúc trước không nói rõ ràng cho ngươi, ta vốn tưởng rằng, lấy thực lực ngươi bày ra, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng xuất thủ với ngươi mới đúng, ai biết tên này chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi. Kha Vạn Hàng, ta là từ đại thế giới tới, ta từng giao thủ với thế lực so với tổ chức săn bắn khủng bố hơn, gấp vô số lần, lúc này đây, ta coi như ngươi xuất phát từ hảo tâm, lại có lần sau, ngươi đừng trách ta trở mặt. Tiêu Viêm thần sắc trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo mở miệng. Ngươi! Nghe vậy, Kha Vạn Hàng theo bản năng muốn nổi giận, nhưng lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu, lạnh lùng nói, danh con, ta cứu ngươi, ngươi ngược lại còn trách ta. Nếu không phải ước định với ngươi, ta rất vui vẻ giao thủ với ngươi, một trong những đại ác đứng đầu Tây Bắc Cảnh, tồn tại đứng thứ 18 trên huyền diệu bảng, không biết thực lực là cái gì, có thể so sánh với chúa tể hay không. Liếc mắt nhìn Kha Vạn Hàng, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Trong lòng hắn rõ ràng, chuyện này mặc kệ là ai đúng ai sai, đều đã trở thành khoảng cách trong lòng hai người, ngọn lửa nho nhỏ này, không biết cuối cùng sẽ bộc phát ra loại liệt hỏa gì. Ngươi còn nhớ rõ ước định, cái này rất tốt, Từ Cốc Dương trước đó buông xuống đi, chờ sự tình sau khi kết thúc, ngươi thích làm thế nào làm như thế đó, ta cũng lười quản. Hỏa trúc côn gõ xuống mặt đất, sắc mặt Kha Vạn Hàng cũng có chút lạnh lùng, hắn ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hỏa vực điện bên ngoài phiến thế giới này. Hỏa vực điện hạ đã có không ít người xuất hiện. Dựa theo ước định, ngươi cứ như vậy rời đi đi, hết thảy chiếu theo kế hoạch tiến hành. Kha Vạn Hàng xoa xoa mi tâm, thản nhiên mở miệng. Bây giờ? Không, ta không thể. Tiêu Viêm lắc đầu, chỉ hư không, môi khẽ mở ra, hỏa công, có khả năng nhìn chăm chú vào nơi này. Chương 89, Đấu Pháp. Bên trong hỏa vực điện, hỏa công nhìn thần hỏa mãnh liệt trước mặt. Trên mặt là không che giấu được ý cười, dưới tác dụng của rất nhiều trận pháp, lực đạo mọi người giao thủ trong vạn hỏa đại trận toàn bộ tràn vào nơi này, lực lượng thần hỏa không ngừng tăng lên so với mấy lần trước vạn hỏa đại trận, lúc này đây lấy được lực lượng so với lúc trước không chỉ có mấy lần. Không giống như hỏa công vui mừng, Từ Nam thở dài một hơi thật sâu, trầm giọng nói, trong 8 thông đạo vạn hỏa đại trận, đến bây giờ, đã chết không dưới 50 người, là tổng cộng mấy lần trước. Không cần quản những thứ đó, Từ điện chủ, nhìn cái này đi, lực lượng trong thần hỏa không ngừng tăng lên à, tiếp tục, hoàn toàn có thể hoàn toàn đạt tới trạng thái hoàn chỉnh. Hỏa công nhếch miệng cười to, trong mắt hắn, thậm chí dâng lên một tia điên cuồng, đột nhiên, thần sắc của hắn chấn động, sau một khắc, trên mặt vẻ mừng như điên càng sâu, lực đạo thật khổng lồ. Đây là ai đang giao đấu? Chẳng lẽ là Dư Hằng Nguyên, hoặc là Ngũ Ung? Đều không phải, là người gọi là Tiêu Viêm. Từ Nam thủy chung quan sát màn lửa lắc đầu, nàng lầm bầm mở miệng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiêu Viêm cùng Kha Vạn Hàng giao thủ. Trách không được, ta vẫn xem thường tên gia hỏa này, lúc này đây hai người bọn hắn cung cấp lực lượng, có thể so với năm cường giả huyền diệu cảnh. Hỏa công híp mắt lại, đối với an bài của mình cảm thấy càng thêm hài lòng. Không phải Kha Vạn Hàng, là Từ Cốc Dương, lực lượng vừa rồi là do hai người bọn hắn giao thủ gây ra. Thanh âm Từ Nam lần thứ hai vang lên, làm cho ý cười trên mặt hỏa công nhất thời ngưng tụ, hắn nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào trong màn lửa, hình ảnh trong màn lửa hiện ra, chính là Tiêu Viêm cùng Kha Vạn Hàng giằng co. Kha Vạn Hàng xuất hiện, để cho Từ Cốc Dương thoát khỏi vạn hỏa đại trận, hai người này chẳng lẽ quen biết? Hỏa công nhướng mày, ánh mắt thâm đi dấu. Xem ra, là Kha Vạn Hàng lúc trước muốn mượn sức Tiêu Viêm, nhưng hiện tại Tiêu Viêm xuất thủ với Từ Cốc Dương. Có lẽ làm cho loại quan hệ bạc nhược này vỡ tan. Từ Nam trầm ngâm một lát, suy đoán. Có phải có bẫy hay không, hiện tại liền có thể nhìn ra. Hỏa công gật gật đầu, từ lúc Kha Vạn Hàng thay Tiêu Viêm hứng thiết tinh hỏa cầu tình, hắn liền nhận ra một tia không đúng, đây là cảm hứng trời sinh của hắn thân là chúa tể, làm cho hắn thủy chung tâm tư không yên, trận chiến này, chính là chứng thực phỏng đoán của hắn. Lời nói kết thúc, trong màn lửa, hai người giằng co trong nháy mắt bắt đầu giao thủ. Hỗn loạn hư không vỡ vụn, lực lượng cuồng bạo, giống như thực chất, thậm chí có thể từ hư không gian nhìn thấy. Không hổ là Kha Vạn Hàng, cái đại ác Tây Bắc Cảnh này, đích xác có vài phần thực lực, huyền diệu bảng ngược lại có vài phần uy tín. Liếc mắt nhìn thần hỏa bên cạnh lần thứ hai mênh mông, hỏa công cười nhạt một tiếng, lực đạo khổng lồ, lại vì thần hỏa tăng thêm vài phần uy lực. Phanh! Hư không gian tàn phá bừa bãi, hỏa trúc côn cùng Thương Viêm Xích chính diện nghênh đón. Lực đạo trùng trùng điệp phát ra quấy nhiễu mấy tầng hư không, hỏa trúc côn ở trong tay Kha Vạn Hàng,
tựa như giao long gào thét, mỗi một lần xuất thủ đều mang theo uy lực nộ lôi, hỏa thế ngập trời, không thua Thương Viêm Xích. Người nhìn ra như thế nào? Xích cùng Côn lại một lần nữa quyết đấu, lực đạo như lôi đình cuồng chấn, Kha Vạn Hàng ánh mắt như đuốc, thừa dịp giao thủ gấp gáp nói. Cảm giác, Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, cự xích thế đại lực chìm, dưới hỏa trúc côn lại không có bao nhiêu ưu thế, hắn cũng không có bày ra chiến lực gấp ngàn lần, đối mặt Kha Vạn Hàng, tự nhiên chỉ có từng bước lui bước. Cảm giác, Kha Vạn Hàng sừng sốt, từng bước áp sát, trên mặt dâng lên một tia lạnh lùng, tiểu tử người nói chuyện càng ngày càng khó lý giải, ngươi cho rằng ngươi là chúa tể không được, có cảm hứng trời sinh. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, không thích hợp, hỏa công rất có khả năng đang ở chỗ nào đó nhìn chằm chằm. Tiêu Viêm nhướng mày, chợt trầm giọng nói, không thể làm bộ làm tịch, nếu không hắn sẽ nhìn ra. Dứt lời, Tiêu Viêm đột nhiên bộc phát ra chiến lực gấp ngàn lần, lửa giận trên Thương Viêm Xích lượn lờ, âm dương lực đảo ngược, hung hăng rơi vào trên người hỏa trúc côn, làm cho Kha Vạn Hàng trở tay không kịp nhất thời thân hình chấn động, bay ngược ra ngoài. Đồ hỗn trướng, người như thế nào cũng không nói trước một chút. Miệng hổ của Kha Vạn Hàng mơ hồ đau đớn, hắn nhe răng trợn mắt mắng ra tiếng, sau đó không khỏi đập cợt, tên hỗn tiểu tử này, thực lực chân chính bại lộ ra cũng không tệ, loại tiêu chuẩn này, đủ để tiến vào top 50 huyền diệu bảng. Người một cái đại ác, loại dự đoán này cũng không có sao. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, ngược lại đề cập đến Thương Viêm Xích, xẹt qua một mảnh hư không này, chấn nứt ra trùng trùng điệp điệp không gian, ngập trời hỏa hải tàn sát bừa bãi, bày ra thực lực. So với lúc trước tăng vọt không biết bao nhiêu lần, tựa như đổi lại là người khác, người đến đại thế giới, một người đều là yêu nghiệt ạ. Trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, biểu tình Kha Vạn Hàng ngưng trọng, hắn nắm chặt hỏa trúc côn, đưa lên người trước, cũng không có thoải mái lúc trước, thực lực của Tiêu Viêm, đã đủ để cho hắn cảm thấy áp lực. Tiểu tử này, rốt cuộc là lai lịch gì? Nhìn chăm chú vào giao thủ của hai người, nghi hoặc trong mắt hỏa công dần dần tản đi, hắn có thể nhìn ra. Hai người này là chân chính chiến đấu, thực lực chúa tể, để cho hắn đối với chuyện mình tận mắt nhìn thấy, sẽ không có chút hoài nghi nào. Thiết Tinh Hỏa nói với ta chuyện của hắn, trong nháy mắt đánh bại Chư Thiên Hóa, xem ra cũng làm cho hắn trả giá không ít, lúc này mới giao thủ không có một hồi, sau khi Kha Vạn Hàng thi triển ra toàn lực, hắn đã ngăn cản không được. Từ Nam nhẹ nhàng mở miệng, ở trong màn lửa, chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng rất rõ ràng có thể nhìn ra. Tiêu Viêm căn bản sẽ không phải là đối thủ của Kha Vạn Hàng. Kha Vạn Hàng là đại ác đứng đầu Tây Bắc cảnh, dư hàng nguyên loại cấp bậc này, cũng không có cách nào với hắn, hai người này giao thủ ngắn ngủi cung cấp lực lượng, có thể chống lại 10 người. Quay đầu nhìn thoáng qua thần hỏa gào thét, hỏa công đã sớm không còn nửa điểm hoài nghi. Hắn muốn thất bại. Nhìn chăm chú một lát, Từ Nam thở dài một hơi, dưới sự toàn lực của Kha Vạn Hàng, nàng cũng không có tự tin kiên trì, cái này gọi là Tiêu Viêm. Coi như là tiền đồ vô hạn, để cho Chư Thiên Hóa đi, bọn hắn coi như là quen biết, xem có thể đem cái này, mượn sức là hỏa vực dùng hay không, mặc dù không thể, cũng không nên làm ác, còn có, nghĩ biện pháp từ trong miệng hắn đưa ra tồn tại sau lưng hắn là ai, ta rất hoài nghi, hắn chính là đồ đệ thần bí của Mi Sơn lão mẫu. Hỏa công gật gật đầu, không chú ý đến chuyện này nữa, chiến đấu trong mấy thông đạo khác cũng có chút kịch liệt, lực lượng rót vào. Vượt xa dự liệu của hắn, trả giá lớn như vậy, may mà thu hoạch không nhỏ. Chương 90, Chư Thiên Hóa tiến cử. Trước hỏa vực điện, Tiêu Viêm từ trong hỏa diễm thiêu đốt đi ra, ánh mắt hắn đảo qua tất cả mọi người ở đây, nội tâm không khỏi lột bột một chút, hắn không có nhìn thấy Linh Nhi, tiểu nhi tử này, sao còn chưa đi ra. Đang suy nghĩ, Tiêu Viêm dường như có phát hiện, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Từ Cốc Dương đang hoảng sợ nhìn hắn, trong đôi mắt đỏ thấm tràn đầy lạnh lẽo. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, không chút do dự đi lên phía trước, hắn ngược lại đã quên, lão gia hỏa này cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngoại trừ Từ Cốc Dương, mấy người đại danh đỉnh đỉnh khác, đám người như Ngũ Ung, Dư Hàng Nguyên không có ai xuất hiện, những người này đều là người có thực lực lên đỉnh, tự nhiên sẽ không đi ra nhanh như vậy. Ngươi định làm gì? Nơi này không giống hỏa vực, nếu ngươi động thủ, hỏa công vực chủ sẽ tự mình ra mặt. Nhìn thấy Tiêu Viêm tiến lên. Từ Cốc Dương nội tâm cả kinh, thần sắc hiện lên vài tia bối rối. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không bất đắc dĩ đi ra. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng, đứng ở trước mặt Từ Cốc Dương, ta cùng Kha Vạn Hàng ở hỏa vực cũng có duyên gặp mặt, ở vạn hỏa đại trận, hắn cứu ngươi, ta giận dữ không thể địch nổi, cùng hắn giao thủ bất địch. Từ Cốc Dương, ngươi hẳn là may mắn nơi này là hỏa vực điện, nếu là ở thánh đồ,
vô luận phía sau ngươi là ai, ta tất nhiên phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nghe vậy, Từ Cốc Dương sắc mặt dùng mình đồng thời, nội tâm cũng không khỏi bốc lên một tia may mắn, lập tức lạnh lùng cười nói, Kha Vạn Hằng nói không sai, hắn là đang cứu ngươi, nếu bị tổ chức săn bắn vạch vào danh sách tất sát, Thiên Vương cũng không cứu được ngươi. Từ Cốc Dương, đừng dùng những thứ này để đe dọa ta không phải là đối thủ của Kha Vạn Hằng, nhưng không có nghĩa là ta sẽ bởi vì tổ chức săn bắn mà không động thủ với ngươi. Tiêu Viêm cười nhạt, xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn Từ Cốc Dương một cái, làm cho người kia cả người không khỏi run lên. Đồ hỗn trướng! Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, Từ Cốc Dương hận nghiến răng nghiến lợi, dưới cơn giận dữ, lại liên lụy đến U Minh Chi Nhãn giữa mi tâm, hắn hít một hơi lãnh khí, nắm tay nắm chặt, móng tay thật sâu rơi vào trong thịt, đau đớn thật lớn, từ các phương diện thân thể không ngừng trúng kích xông đến, làm cho hắn đau đớn không muốn sống. Hưu! Xa xa, lại là một đạo hỏa diễm chậm rãi dâng lên, nhìn thân ảnh từ trong hỏa diễm đi ra, Tiêu Viêm không khỏi dừng bước, thần sắc trào ra một tia cổ quái, tên gia hỏa này, chính là lão giả mũi ưng hắn gặp phải trong sa mạc. Phóng mắt nhìn lại, người từ vạn hỏa đại trận chạy ra, ít nhiều đều mang theo trọng thương, nhân số càng ít đến đáng thương, mà lão gia hỏa này, tuy rằng không thấy rõ sắc mặt dưới hắc bào như thế nào, nhưng từ trạng thái nhàn nhã mà xem, hiển nhiên không có bị trọng thương gì. Vị lão tiên sinh này, ngươi là bại bởi ai? Cách lão giả áo đen cách đó không xa, một gã trung niên gãy một cánh tay nhịn không được mở miệng, bọn hắn từ trong vạn hỏa đại trận đi ra, phần lớn đều là bị thương rất nặng, một ít người không kịp chạy ra càng là bị hỏa diễm phiêu đãng trong hư không đánh chết. Lão gia hỏa này, thế mà không tổn hại chút nào, làm cho trong lòng hắn nhất thời có chút khó chịu. Hắc hắc! Một tiểu cô nương! Tiếng cười của lão giả mũi ưng làm cho người ta sờn tóc gáy. Hắn đem mép mũ áo bào đen, mà sau lưng chắp hai tay tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, không nói chuyện với bất luận kẻ nào nữa. Cô bé! Tiêu Viêm nhẹ giọng nói thầm, chẳng lẽ là Linh Nhi? Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng nhận ra ánh mắt lạnh lùng của lão giả mũi ưng, nhưng hiện tại nhìn lại, người kia lại cúi đầu thật sâu, cảm giác vừa rồi giống như ảo giác của hắn. Ông! Tại Tiêu Viêm nghi hoặc bất định, phía trên hỏa vực điện cửa điện, ở phía trên trong tiếng ầm ầm mở ra, sau một khắc, một đạo bạch sắc thân ảnh từ trong đó đi ra, thân ảnh khẽ lướt qua, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trực tiếp đi tới trước mặt Tiêu Viêm. Chư Thiên Hóa! Nhận ra người trước mắt, Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, thương thế của tên này nhìn qua đã hoàn toàn khôi phục, không hổ là đệ tử chân truyền của Hỏa Công, năng lực khôi phục này thật sự là mạnh đáng sợ. Tiêu Viêm, không nghĩ tới ngươi lại thất bại. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Chư Thiên Hóa dừng lại trước mặt Tiêu Viêm, hắn cười nhạt, sắc mặt bình tĩnh, không hề bởi vì cùng Tiêu Viêm đánh một trận mà sinh khúc mắc. Đối thủ chính là Kha Vạn Hằng, làm sao có thể bất bại? Tiêu Viêm cười cười, hắn không rõ mục đích Chư Thiên Hóa đến đây, chỉ có thể qua loa ứng phó, cùng người kia nói chuyện, hắn rất rõ ràng nhận ra ánh mắt mờ ảo của lão giả mũi ưng xa xa. Kha Vạn Hằng tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng chính ngươi, hẳn là đồng dạng không có bày ra bản lĩnh mạnh nhất đi. Chư Thiên Hóa ánh mắt lóe ra, hạ thấp thanh âm nói. Ta cùng Kha Vạn Hằng giao thủ, chẳng lẽ các ngươi nhìn thấy? Hắn chính là một trong đại ác của Tây Bắc Cảnh, ta lại có bảo lưu, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tiêu Viêm nhướng mày, biết rõ cố hỏi. Bất quá là suy đoán mà thôi, chuyện phát sinh trong vạn hỏa đại trận, ngoại trừ Hỏa Công vực chủ có thể đại khái có chút hiểu biết, chúng ta làm sao biết được, chỉ là cảm thấy, người mấy ngày trước đánh bại sát chiêu của ta, nếu thi triển ra, coi như là Kha Vạn Hằng, nói vậy cũng sẽ cực kỳ kiêng kỵ đi. Sắc mặt Chư Thiên Hóa không thay đổi, mấy câu chính là đem đề tài kéo ra. Nếu là sát chiêu, há lại muốn sử dụng ra liền sử dụng ra. Chư Thiên Hóa, ngươi là đặc biệt đi ra chê cười ta sao? Đương nhiên không phải, mấy vị sư đệ của ta nghe nói chuyện của ngươi, cũng muốn gặp ngươi, không biết có thể thưởng thức mặt mũi hay không? Chư Thiên Hóa nhếch miệng cười, ngữ khí có vẻ có chút chân thành, phần đầu tiên của vạn hỏa đại trận cũng sắp kết thúc, mời ngươi đi tới hỏa vực điện, cũng có thể nhìn rõ hơn một chút trận quyết đấu này, ai có thể cuối cùng lên đỉnh. Hỏa vực điện. Tiêu Viêm tâm thần chấn động, hắn không giấu vết nhìn thoáng qua hỏa vực điện lơ lửng, đang cân nhắc nên mở miệng như thế nào, thanh âm Chư Thiên Hóa lại vang lên, Hỏa Công vực chủ, đối với ngươi cũng có hứng thú, kính xin các hạ rời bước. Nếu Hỏa Công vực chủ nâng đỡ yêu thương như thế, vậy tại hạ liền cung kính không bằng theo mệnh. Nghe đến đó, Tiêu Viêm biết mình không có khả năng từ chối nữa, lập tức sảng khoái gật gật đầu,
tiến vào Hỏa Vực Điện chính là một trong những kế hoạch của hắn và Kha Vạn Hàng hiện tại, bất quá là đem kế hoạch hơi sớm một chút mà thôi.